Serum Balance Vitamin C đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm Serum Balance Vitamin C đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng Serum Balance Vitamin C thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất là giúp chị em làm mờ đi các vết thâm nám, đốm đen, vết thâm mụn lâu ngày, tàn nhang trên da, làm da trở nên trắng sáng và tươi trẻ như gái 18 vậy đó. Công dụng thứ hai là kích thích sự sản sinh collagen, từ đó cải thiện độ săn chắc, đàn hồi cho da, làm chậm lại quá trình lão hóa nhờ hai hợp chất ascorbic glucoside, acid ascorbic có trong thành phần của sản phẩm Serum Balance Vitamin C. Ngoài ra, Serum Balance Vitamin C còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho bạn, như là ngăn ngừa hoạt động của vi khuẩn, giúp lành vết thương, hỗ trợ điều trị mụn nhờ thành phần sodium ascorbic phosphate, kẽm BK có trong sản phẩm. Đồng thời, Serum Balance Vitamin C còn giúp bạn tẩy sạch tế bào chết trên da và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông và làm sáng da nữa nhé. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán Serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.